Có người nhắn tin em cầm số mẹ quên anh nè, không anh có nhắn tin con, nó bảo mẹ đăng cái poster lên mà người nào dễ thương tôi mới tặng đó nha. Em cũng dễ thương mà. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Trời ơi, con cầm lại luôn. Hay quá, em dám đi qua bữa nay cầm cố nha. Đám đi tháng này á mà của chị Anh Loan số 17 lớn lắm, có nghệ sĩ nhiều lắm. Đúng rồi. Có Hồng Loan nhưng mà giữ bí mật nha, nói. Đúng rồi. Có ai mắc quê tính tôi đâu có nha. Thì nói là sẽ có vậy thì sẽ có một điều bí mật mà nói bí mật vậy thôi. Bây giờ bật mí không con? Đột sức. Đột sức. Hôm nay có cái dừa hả? Cái Tiếng Ca kiếm đồng me nha. Xí kẹt ơi, xí ầy có ăn con. Xúc xà bay, xúc trăng. Dạ, đi. Thanh Ngọc qua kìa, Thanh Ngọc qua kìa. Thanh Ngọc. Trời ơi, màu hồng luôn chứ. Thanh Ngọc lại Kim Loan vỗ tay luôn thấy không? Nổi quá. Quá đẹp. Nổi cả Vinh không? Lên lên chụp anh. Mày ốm cái lọc. Có cái gì? Con chiến tranh mà ba là khoảng ba chiến tranh Mỹ là Phan Thiện Thơ, dân Bến Tre, dân Gia Hòa, rồi ba dưới là Phạm Nhân Vàng. Cho em nịnh chuyện cái coi, cho em nịnh cái coi trời đó, đó là nịnh thiệt luôn á, nịnh là nói nịnh à. Nịnh lại đi cô, nói đẹp nè. Quà của nữ doanh nhân Kim Loan tặng cho các nghệ sĩ. Lấy gì lấy con lấy hết con này. Giá bộ ông tặng. Bây giờ chờ đồng hồ người ta giao nữa, đồng hồ ba cái đồng hồ bên nước ngoài đang gửi về chút xíu nó tới nha nè. Đây giới thiệu thương hiệu đồng hồ của Kim Loan 42 triệu. Này là của Kim Loan 42 triệu. Được rồi đó chị. 45 rồi đó hả? Để giờ lên giá được thêm 3 triệu đó. Bây giờ nè chút xíu nè. Bây giờ đó là hơi Nhật Nguyên kìa đó. Nhật Nguyên nè chút xíu dùm cho nó đi nét nè. Nhật Nguyên ơi, cái chiếc này Nhật Nguyên ơi. Vô mặt mấy giờ bà già. Con mẹ Nhật Nguyên ơi. Sáng quá. Đua vàng giống cổ 2020 Nhật Nguyên. Dạ. Con nuôi của mẹ Kim Loan. Chút xíu cái này khoe trước thôi, nhá hàng thôi. Con này mỗi khách sẽ được một chiếc dòng phong thủy nha. Dạ, dòng phong thủy mỗi khách được. May mắn, 10 năm. Bảo hành tới 10 năm người ta dập sao chứ đây Kim Loan dập một vàng 3 tuổi nha, mà cứ khoe ấn đàng hoàng nha. Nãy tính qua một người hỏi là
Cần một nam nghệ sĩ về Thế Anh Đức Lợi thì mấy ông sáng mới giới thiệu con tướng về Đồng Bình Long. Lúc đó thì Đồng Bình Long đang cần chàng kép, đúng không má? Để về Thế Đức Lợi thì má giới thiệu về thì đoàn nhận Ngân Tuấn, kép đồng với Ngân Tuấn. Nó bắt đầu Ngân Tuấn mới là, đó là năm 90 nha, năm 90 bây giờ là 34 năm rồi. Ủa, năm 90 nó là về, Bình Long đầu tiên là má nhờ má Hồng Sáp nè, má Hồng Sáp giới thiệu. Má con trai vậy nè, con trai duy nhất, đẹp trai nhất. Ngoại giao cái chợ. Má Hồng Sáp giới thiệu cho nên là có duyên mà con thấy má giờ má khỏe vậy là mừng. Bữa nay má nhiêu à? 88 rồi. Thôi giờ má sống đến 100 được không? Sống đến 100 luôn nha. Cho má 100 tuổi rồi. Trời ơi đâu có gì đâu. Ăn nhiêu ở nhiêu như vậy lớn tuổi rồi. Sức khỏe dồi dào được rồi, vui vẻ lên được rồi. Tụng kinh niệm Phật. Dạ đúng rồi. Ở nhà bây giờ mới cứ tụng kinh niệm Phật cho cầu cho sức khỏe nhé, cầu cho con cháu hoặc đầu lông mình phát triển đó, để mà anh em nghệ sĩ có công việc làm đó rồi cái là đoàn lông càng ngày càng phát triển, anh em có việc làm rồi hát hay rồi khán giả đến như là má vui rồi. Má thứ nhất là cầu mong cho nghệ sĩ Ngân Tuấn được lên sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài, vợ chồng vui vẻ là được. Dạ cảm ơn má nhiều. Con với má là nhiều, rất nhiều kỷ niệm. Mấy chục năm. Xe lửa Hà Nội. Mấy chục năm trời. Mấy chục năm trời đi xe lửa. 34 năm. 34 năm rồi, 15 giờ. Cũng người còn người mất má. Nhiều kỷ niệm. Thái Sơn, Nhồng, Dũng, Lô Quá Trời. Đời vô thường mà. Cho nên má con mình còn khỏe là trời Phật còn thương, tổ nghiệp còn thương. Con đẹp trai quá trời. Cảm ơn má. Vẫn còn phong độ và hát rất là hay luôn. Dạ, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Đó là những cái bài sống các của chú đi vào lòng người luôn. À vậy hả? À, cảm ơn khán giả ủng hộ rất nhiều. Cái nhà yêu cầu chú là cảm giác thật là nhiều nữa. À vậy hả? Sẽ để gắng cố gắng. Cái tùy duyên thôi. Mình mà suy nghĩ ra gì thì mình viết liền à. Còn nhiều lúc cái hôm nó có duyên thì văn đâu không có. Còn trời con Phật là tổ nghiệp và năm Du Linh nè, chị Bạch Mai nè, ba Diễn Châu nè, phù hộ để không có văn hay ý đẹp rồi viết ra được những cái bài để gửi cho khán giả nghe thưởng thức. Cái đó là tấm lòng vui của mình để lại cho đời những cái bài hát hay. Nói góp tiền nhân nha. Rồi chào cả nhà rất nhiều nha. Lát gặp lại còn nhiều nghệ sĩ lắm. Lát gặp lại. Hai vợ chồng ở nhà nhưng mà